Thưa quý vị, nếu quý vị thường xuyên lướt mạng xã hội TikTok thì rất có thể quý vị đã từng nghe, đã từng thấy về kênh của TikToker mang tên Nhật Hải Biết Tuốt. Đây là một TikToker sở hữu hơn 900.000 lượt theo dõi và hơn 30 triệu lượt yêu thích, một con số phải nói là rất lớn đúng không ạ? Và mới đây, TikToker này đang gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội vì đã đăng tải một đoạn video, trong đó có những nội dung được cho là phân biệt vùng miền. Sự thật câu chuyện liên quan đến phát ngôn của TikToker này là như thế nào? Đó cũng chính là câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị Ngày 14 tháng 3, tiktoker Nhật Hải Biết Tuốt, tên thật là Nguyễn Nhật Hải ở tỉnh Bắc Giang đã gây bão mạng khi đăng tải video clip với tựa đề Giật bim bim ở Sài Gòn Trong clip này, nam tiktoker nói Đố các bạn biết vì sao ở Sài Gòn thường hay bị giật điện thoại, giật dây chuyển, giật túi sách, rồi còn giật cả bim bim nữa Đồng thời anh chèn hình ảnh nhóm thanh niên giật túi bánh ở cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dù vụ việc chưa được cơ quan chức năng làm rõ và đồng nghĩa với việc chưa có kết luận chính thức. TikToker này còn tự đưa nhận định Sài Gòn nhậu nguyên ngày nguyên đêm, hết xoài hết ổi nên tranh thủ giật bim bim để nhậu tiếp. TikToker này cũng cho rằng quay trở lại vì sao Sài Gòn lại nhiều trộm cắp đến vậy thì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa, nên Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng của những loại tội phạm hoạt động. Sau khi clip trên được đăng tải trên trang cá nhân của Hải, đã có rất nhiều lượt tương tác, như quý vị và các bạn có thể thấy đây. Rất nhiều tương tác, rất nhiều bình luận đúng không ạ? Và rất nhiều người cho rằng TikToker này đã dỡn quá mức, đi quá xa và để hàng trăm bình luận cãi nhau về vấn đề trong clip cũng như những tranh luận về vùng miền xuất hiện trên bài đăng của mình. Clip này sau đó đã được xóa. Chiều mùng 2 tháng 4, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông cáo báo chí về việc xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Hải, người đã dùng tài khoản TikTok Nhật Hải Biết Tuốt cung cấp và đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Sở Thông tin Truyền thông cho biết sau quá trình xem xét và điều tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng kết luận ông Nguyễn Nhật Hải đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Do đó, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Hải với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Đây là một cảnh báo cụ thể đối với tất cả cá nhân và tổ chức sử dụng mạng internet, góp phần khuyến khích người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về phát ngôn và hạn chế việc phổ biến thông tin không chính xác, phiếu trách nhiệm trên mạng xã hội. Thưa quý vị, tiktoker Nhật Hải biết tuốt được cư dân mạng biết đến là người thường bày tỏ những quan điểm cá nhân về các vấn đề nóng trên mạng, thu hút được nhiều người xem và đặc biệt là giới trẻ. Đáng chú ý, trường hợp phát ngôn thiếu suy nghĩ tương tự như của tiktoker Nhật Hải biết tuốt không phải là ít gặp. Trước đây từng có nhiều tiktoker, youtuber cũng bị xử phạt với những hành vi tương tự, vào tháng 11 năm 2023, TikToker Hứa Quốc Anh đã đăng tải video với thời lượng hơn một phút, có nội dung mô tả buổi chụp ảnh tại đền Angkor Wat của Campuchia. Trong clip thì Hứa Quốc Anh lồng bài hát Thái là Hello Thailand, kèm theo hình ảnh quốc kỳ và ảnh quốc vương Thái Lan. Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc TikToker Hứa Quốc Anh lồng ghép và thực hiện clip là hành động không tôn trọng văn hóa và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng của Việt Nam. Sau đó thì clip này đã bị xóa và TikToker Hứa Quốc Anh cũng bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo nghị định 15 năm 2020 của chính phủ. Cơ quan chức năng đề nghị TikToker Hứa Quốc Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sự việc tương tự trong tương lai và yêu cầu TikToker này chấp hành đúng quy định pháp luật có liên quan khi sử dụng internet, mạng xã hội việc sử dụng phải trách nhiệm, văn minh, tiến bộ, có ý nghĩa thiết thực. Hứa Quốc Anh cũng đã đăng clip xin lỗi trên Facebook cá nhân, đồng thời người này cho rằng hành động của mình là sai và mong muốn nhận được sự tha thứ từ người xem. Trường hợp khác cũng bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng là một cái tên mà chắc hẳn cũng không còn xa lạ với quý vị khi mà chỉ một thời gian không lâu trước đây thì cái tên này đã phủ sóng gần như khắp các trang mạng xã hội và kéo theo đó là hàng loạt những bình luận tiêu cực cũng như là thái độ phẫn nộ đến từ phía dư luận. Đấy chính là TikToker Noono. Oh Noono oh từ lâu thưa quý vị đã là một cái tên gây ra nhiều tranh cãi trên nền tảng TikTok. Xuyên suốt các video mà TikToker này đăng tải trên tài khoản của mình thì TikToker này luôn đăng tải những nội dung review đồ ăn phải nói là không giống ai thường xuyên sử dụng những lời lẽ và hành vi phản cảm. Đỉnh điểm là video Người nghèo ăn gì, nở no, ô no cho ăn đó, được đăng tải vào ngày 25 tháng 11 năm 2023. Nội dung của video đã khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam nổi giận khi sử dụng những từ ngữ được cho là mang tính miệt thị, khó nghe nhằm mục đích gây sự chú ý. Cụ thể, nam tiktoker này đã thực hiện video với nội dung đi hỏi những người vô gia cư thích ăn món gì rồi mua món ăn đó tặng họ. Tuy nhiên nam TikToker đã dùng hàng loạt câu từ phản cảm khiếm nhã như hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Khi đoạn video được đăng tải vô số những ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Nhiều người cho rằng nam TikToker đã có thái độ bỡn cợt, lời lẽ miệt thị những người yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt, đồng thời tài khoản TikTok của nữ Ono cũng bị khóa vĩnh viễn. Thưa quý vị qua những câu chuyện trên có thể thấy mỉa mai châm chọc miệt thị vùng miền thành thị với nông thôn, miệt thị, giàu nghèo đã có lúc lan rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Câu chuyện này vốn đã âm ỉ từ lâu. Dù các chủ tài khoản sau đó có lên tiếng xin lỗi, nhưng đã kéo theo rất nhiều bình luận, phản cảm và thậm chí là gây mâu thuẫn giữa những nhóm người dùng đến từ các địa phương khác nhau. Có thể ở một số nơi, một số cá nhân có biểu hiện riêng lẻ khác thường, nhưng không được phép quy chụp là cái xấu chung, rồi vơ đũa cả nắm để đưa ra châm chọc hay là mỉa mai. Đáng ngại là vấn nạn miệt thị vùng miền còn nhận được sự hưởng ứng của không ít người như là một trò giải trí hay là mua vui. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia nhận định trào lưu phân biệt hay là miệt thị vùng miền không chỉ phản ánh cách ứng xử không phù hợp của một bộ phận người dùng mạng xã hội, mà nó rất có thể còn ẩn chứa những âm mưu, những diễn biến hòa bình, chia rẽ sự đoàn kết cộng đồng của các thế lực thù địch. Với những đặc trưng vùng miền nói riêng, sự mở lòng, tôn trọng và hiểu biết về văn hóa của mỗi nơi là rất cần thiết. Cùng sự phát triển quá nhanh của truyền thông xã hội, những người dùng các nền tảng mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm và sự tỉnh táo khi xây dựng nội dung, sử dụng bình luận, sử dụng nút like nút share của mình có phần tạo ra một môi trường mạng lành mạnh, nơi mọi người thực sự biết cách lắng nghe, chia sẻ, lan tỏa những thông điệp tích cực và cùng làm cho cuộc sống cũng như là mối quan hệ ứng xử giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn. Trên mạng xã hội cần tăng cường truyền thông về những đặc trưng vùng miền bằng sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa của mỗi vùng miền trân trọng con người ở mọi tầng lớp, nhất là đối với các TikToker hay là YouTuber, những người có nhiều lượt theo dõi, đồng nghĩa với việc ở một khía cạnh nào đó được xem là có chút ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội và đối với một bộ phận người dùng. Từng hành động và lời nói của họ có thể sẽ ảnh hưởng đến những người follow khác, thậm chí sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt và đến một lúc nào đó rất có thể sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Không thể vì câu view mà đăng tải những thông tin sai sự thật, không thể vì câu view mà gây ảnh hưởng đến người khác và đồng thời không thể vì câu view mà tự chuốc họa vào thân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.